Đây là ruộng cấy nông nghiệp xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, thuộc khu đầm lúa bị ngập là do mưa và nước ở sông coi là chảy vào ruộng làm ngập một diện tích lớn lúa của người dân cấy, gồm các đội, đội 3, đội 6, đội 7, đội 12, đội 15. Tình trạng lúa đang bị ngập và bị ốc bươu vàng tấn công rất nhiều. Người dân không thể kiểm soát được ốc bươu vàng. Nếu như mà nước không rút nhanh thì có khả năng là lúa sẽ bị ốc bươu vàng ăn, thiệt hại cho người dân rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng không thể có mạ nữa, bởi vì mạ người ta đã cấy ở dược không còn mạ nữa rồi. Đây là rất là một thiệt thòi cho người dân.